Em Út xin chào cả nhà, chúc cả nhà mình có một buổi chiều mát mẻ. Buổi chiều hôm nay thì em lại giao lưu cùng anh chị em mình một cây phôi kim quýt nữa nha cả nhà. Cây này hoành 21 và cao 18 cm nha cả nhà. Rất là lực luôn. Dáng hình giống như là một con cóc nó đang ngồi, nó đưa cái lưng ra luôn nha cả nhà. Thì tược thì đã sống 100% rồi. Em Út giao lưu giá yêu thương cho anh chị em mình chỉ có 200k thôi nha. 200k anh chị em mình sở hữu ngay một cái phôi kim quýt rất là già, hoành 21 nha cả nhà. Hoành 21, cao 18 cm, cực kỳ lực luôn, bộ đế cũng tương đối luôn. Đây anh chị em mình xem cái bộ đế dưới giúp em nha. Ưng ý thì nhắn tin alo cho em nha cả nhà. Chúc cả nhà mình có một buổi chiều vui vẻ nha. Buổi chiều của em ở đây thì đang mưa cả nhà ơi. Không biết của cả nhà thế nào, nhưng mà chúc anh chị em mình có một buổi chiều thật là vui vẻ luôn. Ưng ý cây kim quýt thì nhắn tin alo cho em nha. Số điện thoại 0795499088 nha cả nhà. Chỉ có 200k thôi nha. 200k anh chị em mình sở hữu ngay một phôi kim quýt nha cả nhà ơi.